Thưa các bạn, Jaguar E-Pay thì được ví như là một chú mèo con rất đáng yêu của Jaguar. Và chú mèo con này lại đang có mặt tại triển lãm ô tô Việt Nam 2018. Và chú mèo con này lại có giá tới 3,2 tỷ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao mẫu xe này lại có giá tới 3,2 tỷ đồng. Phần thiết kế ngoại thất của Jaguar E-Pay được lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao Jaguar F-Type với nét đặc trưng bởi bộ lưới tản nhiệt độc đáo của Jaguar. Thiết kế với tỷ lệ cân xứng, phần thân trước của xe và đuôi xe được thiết kế đầy mạnh mẽ, tạo cho E-Pay nét cá tính độc đáo riêng, thể hiện sự linh hoạt và năng động. Tính di truyền của dòng xe thể thao Jaguar cũng được thể hiện rõ nét ở phần mui xe trượt dài. Trong tay tôi là chiếc chìa khóa của E-Pay. Và bây giờ thì mình gọi là cưỡi tiểu hổ. Mèo con nhưng mà phải gọi bằng tiểu hổ cho nó hoành tráng, và đúng là tiểu hổ thật. Và tôi đã từng chạy những cỗ máy của Jaguar, nhìn nó đơn giản thôi, nhưng khi mà đạp ga và các cái chế độ dynamic rồi các cái mode của nó thực sự là rất khác biệt. Nếu như mà chúng ta ngồi mới lần đầu ngồi vào mà đã từng ngồi Land Rover thì nó có nhiều nét rất là quen thuộc, tất nhiên là trên cái thế hệ cũ. Một màn hình rất là lớn này. Đó, màn hình này thì không khác gì những chiếc Land Rover đời trước cả. Đó, chúng ta có thể tùy chọn này. Và nếu như các bạn đã xem những cái chương trình giới thiệu về Land Rover thì đó, các cái tính năng cũng rất là giống. Vâng, camera này, đấy, thứ tự đó, cảm biến này, hỗ trợ lùi chuồng vuông góc này, rất quen thuộc luôn. Và tôi sẽ thử điều chỉnh các cái chế độ mode và các chế độ lái của xe nhé các bạn. Đó, có mấy chế độ đây. Dynamic thì rất dễ hiểu, không phải lằng nhằng, một lá cờ đua, tóm lại là phải đua. Chế độ Comfort Mode này, chế độ Eco này, và một chế độ lái dành cho các cái đường mưa, đường trơn, đường tuyết. Và hiện tại tôi không được phép nổ máy, chúng ta có thể chọn ở đây. Thực sự khi ngồi vào chiếc xe E-Pay như này thì đúng là một mẫu xe nhỏ, nhưng có giá tới 3,2 tỷ, và một mức giá không hề rẻ một chút nào. Nhưng có lẽ những cái điểm hay của xe nó lại nằm ở trong cái khối động cơ và những cái công nghệ chế tác về thân xe, khung gầm, động cơ. Còn xét về các cái thiết kế trang bị như thế này thì cũng tương đối là đơn giản. Tất cả đều vẫn đang là những các cái phím bấm. Màn hình cũng vậy. Chưa được digital như những cái dòng xe như là Vela. Và cửa sổ trời là cửa sổ panoramic nha các bạn. Với mẫu xe nhỏ thì cái cửa sổ này rất là cần thiết, bởi vì khi chúng ta mở cái tấm che ra thì cảm giác nó thoáng hơn rất nhiều, và nó tạo được cái cảm giác rộng rãi của một chiếc xe. Và ở vị trí hàng ghế thứ hai thì mình ngồi như thế này, khoảng trống trần thì khá tốt, mọi thứ thì nó cũng mình nghĩ là hợp lý với một mẫu xe có kích thước vừa phải. Bệ tỉ tay, thực ra phía sau này cũng không quá nhiều trang bị đâu. Và với một mức giá 3,2 tỷ đấy các bạn ạ. Đó. Trang bị điều hòa cơ bản. Jaguar E-Pay có tính kết nối cao và thông minh. Màn hình cảm ứng 10 inch trang bị tiêu chuẩn và kết nối khách hàng với các ứng dụng yêu thích, bao gồm cả Spotify, hệ thống InControl của Jaguar Land Rover cho phép bạn theo dõi chiếc xe qua điện thoại thông minh, tự động cảnh báo khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn và kiểm tra mức tiêu thụ nhiên liệu và số km đã chạy từ xa qua smartphone thông minh hoặc đồng hồ thông minh. Khách hàng có thể sưởi ấm hay làm mát xe, thậm chí khởi động xe từ xa bằng cách sử dụng ứng dụng thông minh InControl. Hệ thống Configurable Dynamics cho phép lái xe thậm chí kiểm soát nhiều hơn với các thiết lập cá nhân cho bộ điều chỉnh. Hệ truyền dẫn tự động, hệ thống lái và hệ thống ổn định thân xe chủ động Adaptive Dynamics. Hệ thống sẽ cảm nhận những điều kiện của người lái, chuyển động của thân và bánh xe, huy động tải trước của hệ thống treo và khung gầm, điều chỉnh độ giảm chấn để cải thiện việc kiểm soát và khả năng linh hoạt trong mọi điều kiện. Jaguar E-Pay được tích hợp các công nghệ an toàn và hệ thống hỗ trợ lái mới nhất, bao gồm một camera thu phát để can thiệp hệ thống phanh khẩn cấp tự động tiên tiến, cũng như để phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, và hệ thống nhận diện biển báo giao thông, hệ thống kiểm soát tốc độ thông minh và hệ thống giám sát tình trạng người lái. Tính năng hỗ trợ dừng đỗ parking aid trước và sau được trang bị tiêu chuẩn. Tại thị trường Việt Nam, Jaguar E-Pay hiện được nhập khẩu và phân phối với hai phiên bản E-Pay S và E-Pay First Edition.
động cơ xăng SI4 2.0 lít, hộp số tự động 8 cấp cho công suất 249 mã lực, mô men xoắn cực đại 365 Nm. Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm các tùy chọn thêm theo xe từ 2 tỷ 959 triệu đồng.